Hi, xin chào các bạn nha. Thì ở video hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách điểm H cơ bản, một cách đơn giản nhất của cái bài cơ chiêu sa chế mình mới vừa có làm video á. Thì có bạn đầu võ đây yêu cầu mình làm, thì hôm nay mình sẽ làm các bạn nha. Thì cái bài này á, là mình sẽ nó là lời chế lại của bài cơ chiêu sa. Thì cái bài này á là mình sẽ đưa nó về lá thứ nha, cái dạng của mình á là mình đưa nó về lá thứ và mình kẹp câu thứ năm cho đúng dạng để nhập âm nó đơn giản. Còn cái hợp âm bài này á, là có nhập âm sau đây nha. Đầu tiên đó là la thứ thì các bạn sẽ vào đây đó, một ngón vào đây và đánh tỷ năm. Rồi hợp âm mi 7, một ngón vào đây và một ngón vào đây, các bạn đánh tỷ dây 6. Rồi hợp âm đô trưởng, một ngón vào đây đánh tỷ dây 5. Hợp âm pha mi số 7, mình để đây hợp âm nữa là pha nha, mình bấm pha mi số 7 cho nó đơn giản nha. Thì một ngón đặt vào đây, một ngón vào đây và một ngón vào đây, các bạn đánh từ dưới 4. Bạn nào bấm cái pha đầy đủ thì vẫn được nha, bấm được thì tốt hơn. Rồi tới bấm rê thứ, một ngón vào đây đánh từ dưới 4 đó. Thì bài này là chỉ có bấy nhiêu hợp âm thôi các bạn, và cái bài này là nó cái giai điệu nó lặp lại, chỉ là mình đổi cái lời nó khác thôi. Ở đây nó có xem có 7 cái lời và cách đánh là nó tương tự nhau, tất cả thì giống nhau hết, chỉ là lời khác thôi nha. Cho mình ví dụ đánh bằng đánh một đoạn là nó tương tự thôi. Thì cái này nó khó cái là các bạn phải check cái nhịp tí, và cái điệu này mình đánh á là mình chỉ dùng ngón chỉ nè, mình chỉ xuống thôi, chủ yếu là xuống không có lên luôn đó. Lại nha, đó thì cái này nó khó cái là bình thường là mình đánh vào dây bass của đúng hợp âm nha, nhưng mà đúng ra cái bài này á, là bạn phải đánh những cái điệu mà bolero á, thì bolero nó thường nó đảo cái âm bass của hợp âm á. Thì cái đây mình đánh theo kiểu cái điệu hiện đại nhưng mà nó sang cái là mình đổi bass luôn, có nghĩa là ví dụ như đầu tiên nữa là thứ không, cái bass là bass 5, thì các bạn cứ mỗi lần xuống các bạn đổi với bass của mình đó, đổi cho nó phong phú một tí. Ban đầu thì đổi từ dưới 4 đến 5 đến 6 thôi nha, mấy giờ bass đó thôi. Đầu vừa ra hoa người ta vẫn kêu là hoa đào, đào vừa ra bông người ta vẫn kêu là bông đào, đào đốt lên đôi ta than mới kêu là than đào. Đó là chuyển bát, còn ở trong cái mỗi hợp âm các bạn sáng mười sáu như thế nào nha, để mình đánh chậm lại nha. Có nghĩa là trong một âm các bạn nó mười sáu đó là xuống chuyển đó, xuống chuyển. Rồi sẽ có những cái chỗ chia đôi, những âm nó gần nhau thì như thế nào, ví dụ như cái câu đau đốt lên cháy ra than mới kêu là than, có nghĩa là lúc ở chỗ chia đôi ấy, là một cái âm các bạn đánh là xuống chuyển đau đốt lên đốt ra than mới kêu. Xuống thôi, các bạn phải đánh cho nó đúng nhịp nha. Xuống chuyển, thì mình đánh lại chậm nha, chậm thì chậm luôn, đoạn thôi. Cái này đủ. Ở chỗ này là nó dài, mình hai lần không? Đau đốt
cái chỗ mà nó giao giữa hai cái đoạn á, là các bạn đổi tí cho TikTok nó khác để mình biết mình đổi đoạn á, và đánh như thế nào nó nghe lại nha. Còn dưới xuống rồi, xuống 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 là trang cái hợp âm la thứ cuối cùng các bạn sẽ đánh tấu là qua xuống 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 ra vừa ra lông đó lại nha qua xuống 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 chuyển đó là cách chuyển như vậy. Bây giờ mình sẽ chuyển lại câu cuối cho hai đoạn bạn xem nha. Mấy anh người xưa người ta vẫn kêu là thực ra là lúc mà mình đánh á, cái điệu mình nó sang cả nó nhiều điệu quá, cho nên là mình không thể nào mình nói cụ thể được, tại vì nó sang vào nhau mình ngẫu hứng mình đánh á, cho nên là cái điệu này là mình nó cơ bản nó cũng khá giống và nó xuyên suốt, nó dễ cho các bạn, thì các bạn hãy tập theo cái này. Để các bạn muốn kết hợp thì các bạn cứ kết hợp theo cái cách đánh của các bạn vào. Còn cái phần kết thúc là như thế nào, có nghĩa kết thúc ngay chỗ là đoạn thứ bảy đúng không, bây giờ mình hát lại đoạn thứ bảy mình kết thúc bằng xem nha. Cầu mà đang xây người ta mới kêu là xây cầu, cầu mà xây xong người ta vẫn kêu là cây cầu, cầu 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 qua sông ai kêu là sông cầu, có ai mà đi người ta cũng kêu là đi cầu đi. Đó kỳ ghê, thì bạn là thứ ký là cái thông báo luôn. Đó là như vậy, đó là cái đánh. Còn nếu như các bạn này, cái bài này nếu các bạn muốn đánh hay hơn á, là các bạn phải chuyển tất cả các bầm về cái thế giới chặn, nếu như các bạn nào có khả năng để mình dùng cái đục nhỏ dài các bạn. Đó, nó nghe tiếng như này. Đó, nghe từ từ nha bạn, để mình đánh thử nha. Rồi như vậy nha, hôm nay mình chia sẻ một tí như vậy thôi. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn các bạn ở những video tiếp theo.